cái phần còn lại trong ngày đầu tuần hôm nay đó thưa anh Duyên, thì chúng ta trở lại nước Mỹ đi. Thì những cái giây phút đầu tiên anh Duyên có nói đến cái cuốn sách của ông Billboard mà chắc chắn là anh Duyên không có mua, nhưng mà theo truyền thông cho thấy đó thưa anh, cái nội dung của cái cuốn sách One Damn Thing After Another đó, thì ông Billboard có lên tiếng và nói rằng là Donald Trump không có một cái cá tính, không có một cái khí chất làm lãnh đạo. Cái điều này chúng ta cũng đã thấy qua 4 năm của cái sự lãnh đạo của ông cho Tòa Bạch Ốc. Nào là Billboard đã nói rằng cái tính nóng nảy thường xuyên của Trump đã làm giảm đi cái sự nổi bật của ông và cũng làm mất đi cái năng suất làm việc của Tòa Bạch Ốc. Và ông Billboard có nói rằng là cái điểm chính yếu mà Lê Ngọc thấy nó rất là chính xác thưa với anh là Donald Trump chỉ quan tâm đến chính bản thân của Donald Trump mà thôi, và tất cả những người nào mà làm việc trong cái nội các của Donald Trump đó mà không tuân theo lệnh của Donald Trump là Donald Trump sẽ gọi là bắt đầu lên tiếng chỉ trích và không muốn cái người đó làm việc cho ông ta, phải là nghe lời của Donald Trump thì mới làm việc được với lại Donald Trump. Thì đó chính là cái sự thất vọng đầu tiên của Billboard. Và cái điều này Lệ Ngọc thấy cái bài học mà Donald Trump học được mà không hề biết được thưa với anh là cái sự thất bại trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vừa mới qua đây. Thì Lệ Ngọc thấy chính cái cuốn sách này của ông Billboard mới là một cái cuốn sách để mà được phổ biến rộng rãi một lần nữa cho người dân Mỹ thấy được Donald Trump là ai thưa anh Duy. Thực sự ra quyển sách này cho không phải là để một lần nữa cho thấy Donald Trump là ai, mà đây là cái góc nhìn của Duyên nè, một lần nữa để cho thấy Bill Barr là ai thì đúng hơn. Có cái gì mà cái thằng Bill Barr này nó viết mà mình không biết về Donald Trump không? Cái thằng Donald Trump này là một thằng thiếu nhân cách để mà lãnh đạo. Có cần đọc cái quyển sách của Bill Barr không? Từ lúc cái thằng điếm nó đi cái cầu thang nó xuống là anh Duyên đã chửi chửi 7 năm nay rồi. Có cần đọc quyển sách của Bill Barr không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Có sức thuyết phục. Hỏi rằng là Donald Trump thuyết phục cái gì? Donald Trump là cái dạng của một cái tà đạo mà nói bậy nói bạ, nói cái gì đi nữa người ta cũng điên. Mà mình nói là nó, người ta đó cũng là một thiểu số của nước Mỹ mới tin cái thằng điếm này, không có ai tin thằng thằng ma gà bông Donald Trump hết á. Vậy thì cho tới bây giờ Bill Barr mới nói lên cái câu là Donald Trump đó không có một cái power of persuasion, không có một cái khả năng mà thuyết phục đó. Có đợi Bill Barr nói gì, tôi cũng đã biết rồi. Nhưng mà Lệ Ngọc xin cáo lỗi với lại anh Duyên, trong chúng ta những người mà hiểu biết và có cái nhìn nhận gọi là trung thực không đảng phái thì là anh biết, nhưng mà chúng ta người dân Hoa Kỳ còn một thành phần thưa với anh, cái thành phần đó mặc dù chúng ta thấy nó nhỏ hơn, nó chỉ khoảng 30 ba mươi mấy phần trăm nhưng mà vẫn còn. Thì Lệ Ngọc thấy được cái tác dụng của cái cuốn sách này từ chính những người trong cái nội các của Donald Trump viết ra thưa với anh, thì nó cũng có một phần nào nó tác dụng, chứ chúng ta không thể nào nhìn là chỉ cho chúng ta mà thôi. Cho anh Duyên, cho những người cho quý vị khán giả trong gia đình NVR thì cái điều đó nó không cần, đúng như anh Duyên nói, nhưng nó vẫn thể hiện được một cái nhìn của chính những người trong nhóm của Donald Trump thưa với anh, thì cái đó mới thật sự là cái điều có tác dụng thưa anh. Và đồng ý Lê Ngọc nói tất cả những gì mà Lê Ngọc Ngọc mới vừa nói đó hoàn toàn đúng 100%, và chúng ta nhìn nhìn vào cái góc nhìn đó, hỏi rằng là 33% hay là 40% gì đó mà bên phía mà đa số là bên Đảng Cộng Hòa, họ họ biết những cái điều mà Bill Barr viết không? Họ biết chứ. Mà hỏi rằng là sau khi cái cuốn sách của Bill Barr mà ra đó có làm cho họ thay đổi không? Câu trả lời là không. Tại vì không phải một mình cái quyển sách của Bill Barr, bao nhiêu quyển sách rồi của Stephanie, của cái bà gì, bà Stephanie Wolkoff nè, rồi của ông Bob Woodward, rồi của ông Michael Wolff, hàng trăm quyển sách viết. Vậy thì hỏi rằng là cái quyển sách của Bill Barr viết đó có cái gì mới hay không? Thành ra khi bạn Duyên nói là anh Duyên không mua
là anh Duyên đang nói cho cái nhóm mà gọi là đa số của nước Mỹ đó, là người ta biết rằng là cái quyển sách này hoàn toàn không có gì mới. Còn hỏi rằng là có thay đổi được cái lòng của những cái người mà gọi là cuồng Trump hay không đó, thì cuốn sách này cũng không có giá trị gì, là tại vì cũng không có thay đổi. Cho nên một quyển sách được viết ra mà không có thay đổi gì về cái nhìn đối với Donald Trump. Người nào mà nhìn rõ Donald Trump, họ đã khinh rồi thì họ tiếp tục khinh. Những người nào mù thì họ tiếp tục thờ. Cho nên anh Duy nói là anh Duy nói theo cái khía cạnh đó. Một cái điểm thứ hai nữa là cái quyển sách này Bill Barr viết ra đó không phải muốn chia sẻ cho chúng ta cái sự thực về Donald Trump, mà Bill Barr viết ra để vớt vát lại những cái hành động đốn mạc của mình cái thời phò Donald Trump. Cái đó mới là chính. Cho nên anh Duyên mới nói rằng là cái quyển sách này không phải là mà Bill Barr viết lên là bởi vì tự nhiên qua một đêm mình trở thành một người chính trực rồi mình viết. Không phải như vậy. Bill Barr viết là để chạy tội và để kiếm tiền, và nó nói lên cái đốn mạc của Bill Barr nó lại còn double nữa. Tại sao vậy? Hỏi là bởi vì anh mới nói là cái cuốn sách này phải đổi cái đề tựa. A Damn Man After Another. Cái thằng Damn Man đầu tiên là cái thằng Jeff Sessions, là bộ trưởng tư pháp mà biến cái bộ tư pháp thành cái công cụ của Donald Trump. Thì cái thằng Second Damn Man á, chính là cái thằng Bill Barr này. Nó đã biến cái bộ tư pháp một lẽ ra là một cái cơ quan phục vụ cho dân Mỹ, phục vụ cho bản hiến pháp. Nó đã đem cả cái bộ tư pháp này nó quỳ xuống, nó đặt cho dưới gót chân của cái thằng Donald Trump. Vậy thì cái thằng Bill Barr này, nếu mà mình anh nếu anh Duyên thôi, anh chỉ nói là nếu mà anh Duyên không chửi cha nó đó, anh Duyên có còn sống một cách có mình có yên ổn với cái lương tâm của mình hay không? Cái câu trả lời là không. Thằng Bill Barr này nó ủng hộ thằng Trump từ đầu tới cuối, nó là cái thằng mà nó bao che để thằng Trump tiếp tục làm bậy. Nó biết tất cả những cái bậy bạ, cái ghê tởm của Donald Trump mà nó để cho Donald Trump làm. Tới chừng bây giờ nó phủi tay nó ra, nó viết sách. Cái đó nó là cái thằng Damn Man này đó, nó còn xấu hơn gấp đôi nữa. Thà là nó set the fox up đó thì còn đỡ. Đằng này nó viết ra nó làm như là tôi cũng là cái từ mà tôi biết là Donald Trump là tầm bậy, tôi biết Donald Trump là tầm bạ. Yes, Donald Trump là tầm bậy tầm bạ, mà mày lại cover up, mày lại để cho Donald Trump làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó, thì thằng nào là cái thằng đáng chửi hơn? Thằng Bill Barr này đáng chửi hơn hay là thằng Donald Trump đáng chửi hơn? Quý khán thính giả thấy không? Mãi cho tới cái ngày 14 tháng 12 mà nó còn dám viết một cái memo đưa ra cho 93 phòng công tố liên bang, cộng thêm cái phòng công tố ở DC là 94 phòng công tố, nó dám viết ra rằng là nó cho quyền tất cả những cái phòng cỡ đó điều tra những cái cuộc bầu cử gian lận, đến mức độ mà thuộc cấp của Bill Barr phải viết một cái văn thư lên tiếng trả trả lời liền, nói là tất cả những điều mà ông bộ trưởng nói là vô nghĩa. Cho nên yes, cái chuyện mà Lệ Ngọc nói anh Duyên đồng ý hoàn toàn luôn đó, tức là sẽ có những người cần mua, nhưng mà anh e rằng trong thực tế đó, những cái người mà phò Trump tới bây giờ đó, họ nghe cái tựa là One Damn Thing After Another đó, là nó nói ô tôi không thèm đọc cái cuốn của thằng ba, là bởi vì những thằng cái cuốn này thằng ba nó nói xấu tới ông thánh tổ của tôi là ông Magabon. Đấy, ví dụ như vậy thì cái cánh đó người ta đã không mua rồi. Còn cái cánh của những cái người chính trực nè, có nên mua hay không? Những điều Bill Barr viết về Donald Trump là chúng tôi biết rồi. Ông viết là ông chạy tội cho ông. Nếu mà những người mà người ta gọi là người ta muốn gọi là tốn tiền để mà đào sâu coi là cái tồi tệ của cái thằng Bill Barr này tới mức độ nào đó, thì họ mua để mà họ phân tích ra. Anh Duy không có thời giờ để mà nhìn cái mặt cái thằng Bill Barr này mà để mà nó thành ra, bởi vì nó là hồi hôm qua mới vừa nghe cái đề tựa đó là One Damn Thing After Another, anh nói không, cái cuốn sách này đó nên đặt tựa là One Damn Man After Another, một thằng đốn mạc sau một thằng đốn mạc khác. Quay trở lại. Dạ vâng, cái vấn đề mua hay không cần mua, thưa quý vị, cái đó không phải là cái điểm chính trong cái sự kiện này.
Mà cái nhìn của chúng ta đó là nhìn là một người ở trong những người đồng minh của Donald Trump. Ít nhất cái điểm mà Lê Ngọc thấy được đó thưa với anh Duyên là ông có nói ra không cần biết là đã bao che ở cái thời gian trước hay không. Nhưng mà hay là với cái mục đích gì kiếm tiền hay không, cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái điểm chính mà Lê Ngọc muốn nói đến là một người đã từng ủng hộ cho Donald Trump vạch ra những cái vấn đề mà chúng ta đang thấy rằng cái sự chia rẽ của nước Mỹ từ những sự việc này mà nó hiện ra. Và cái điểm mà chính yếu mà Lê Ngọc thấy được là chúng ta đã nghe trong cái thời gian gần đây cái khả năng là ông Donald Trump sẽ trở về lại tranh cử vào tòa Bạch Ốc một lần nữa, thì chính Bill Barr còn nói rằng đây là một cái sự tuyệt vọng, ông không có đầy đủ một cái khí chất để làm một lãnh đạo của một đất nước siêu cường. Và ít nhất Bill Barr đã lên tiếng và khuyến khích là Đảng Cộng Hòa nên nhìn về phía trước để tìm kiếm một ứng cử viên mới. Thì dù rằng không cần mua cuốn sách đó thưa quý vị, mua mua chuyện nó không thành vấn đề đối với chúng ta, nhưng mà những cái nội dung đó đã được giới truyền thông họ gọi là họ đưa ra để mà họ bàn tán và họ nói đến, đó mới là cái điểm chính yếu cho cái thời gian sắp tới. Và chuyển qua một cái đề tài khác trong những giây phút còn lại thưa Văn Duyên, kinh tế của nước Mỹ thì hiện nay đó Bộ Dự trữ Liên bang tức là Fed đang có một cái dự đoán là vào tháng 3 sắp tới đây thôi, là chúng ta thấy ngày hôm nay là ngày cuối của tháng 2, thì các chuyên gia về kinh tế họ dự đoán sẽ có 7 đợt nâng lãi suất trong năm nay ở tại nước Mỹ năm 2022, vì họ cho rằng kinh tế của nước Mỹ vẫn đang tiếp tục trên con đường phát triển khỏe mạnh và sẵn sàng cho đợt tăng lãi suất đầu tiên của Quỹ Dự trữ Liên bang. Tại sao thưa quý vị, họ nói đến cái vấn đề chi tiêu tiêu dùng tại nước Mỹ đã tăng rất nhiều, nhiều hơn cái dự đoán hồi tháng Giêng của năm nay, thì từ đó tiếp sức cho cái nền kinh tế của nước Mỹ vào thời điểm bắt đầu của Tam cá nguyệt đầu tiên, mặc dù chúng ta biết là cái áp lực về cái sự lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng và cái mức lạm phát tính theo năm trong cái tháng Giêng vừa mới qua là ghi nhận cái mức tăng cao nhất trong 40 năm qua, nhưng kinh tế của nước Mỹ đã sẵn sàng cho cái vấn đề Quỹ Dự trữ Liên bang tăng cái đợt lãi suất. Thành thử từ đó quý vị thấy, nếu mà quý vị nào mà đang dự tính muốn mua nhà thì quý vị thấy cái tiền lời của 30 năm, của 20 năm, của 15 năm nó đã gia tăng. Hiện nay Lê Ngọc thấy là nếu mà 30 năm nó khoảng 3.75 hoặc là 3.8 thưa quý vị, nhưng mà cái giá nhà tăng nó cũng chững lại. Thử đó là cái kinh tế nước Mỹ, rồi công ăn việc làm cũng gia tăng. Và ngay tại tiểu bang ở Virginia của Lê Ngọc thì một cái breaking news cũng cho thấy đó thưa quý vị, là ông thống đốc ông Glenn Youngkin ở bên phía Đảng Cộng Hòa cũng nói rằng đang có hàng trăm công ăn việc làm mở ra ở tại nước Mỹ, ở tại tiểu bang của Virginia, cũng như quý vị đã thấy cũng trên rất nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Anh Duyên, kinh tế của nước Mỹ trong năm 2022 với những cái tin tức mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến đó, anh có cái nhận định như thế nào thưa anh? Tại sao ngân hàng tăng lãi suất? Chúng ta biết là cái quỹ dự trữ liên bang và các cái hệ thống tiền tệ trên thế giới, nhiều quỹ dự trữ lắm, không phải là chỉ của Mỹ thôi. Mỹ mình thì có quỹ dự trữ liên bang, ở mỗi quốc gia người ta có quỹ dự trữ của họ, và cả cái cộng đồng châu Âu họ cũng có cái quỹ dự trữ, đó là một cái savings á. Thì cái savings đó là một cái đống tiền rất là lớn mà người ta bung ra hay là người ta giữ lại đó. Quý khán thính giả cứ tưởng tượng như là giống như một cái đập nước vậy đi. Nếu mà giả sử lúc mà thời mà hạn hán đó thì mình mở đập ra để nước nó tràn vào để cho có nước cho mọi người xài. Còn nếu mà giả sử mà nước mà nó đã đầy ngập rồi mà mình mở nước ra để mà tràn ra thì nó sẽ trở thành là ngập lụt. Nó chỉ nó mình nói như vậy cho nó dễ hiểu. Vậy thì mình những cái quỹ dự trữ, bây giờ mình trở lại nước Mỹ nè, quỹ dự trữ liên bang của Mỹ nó lớn lắm, nó nhiều tiền lắm, mà nếu mà mỗi một lần mình nó mở nước ra đó mà tràn ngập đó thì là lụt lội, là nguy hiểm. Vậy thì nếu mà cái quỹ quỹ dự trữ liên bang của mình đó mà mình
tuôn tiền ra ở vào thì thời điểm này đó, nó là lục lội đó. Nó lục lội có nghĩa là gì? Tiền quá nhiều mà hàng hóa thì cũng chỉ có chừng đó, nó sẽ sinh ra lạm phát, nó sẽ sinh ra tăng giá thị trường. Nên đó tôi dùng cái hình ảnh cái đập nước và cái sự hạn hán hoặc là cái sự dồi dào đó để cho mình dễ hiểu. Ngay bây giờ chúng ta đang thấy hàng hóa đó thì hiếm mà tiền trong tay của dân thì nhiều, cho nên vật giá gia tăng, cộng thêm cái cơn đại dịch, rồi cộng thêm cái chiến tranh của Nga, tất cả những cái nguồn hàng hóa nó không có, nó không có đủ nữa, thành ra vật giá gia tăng lên, mình có tiền mà không có hàng để mua, mình có tiền mà xăng dầu lại khan hiếm, mà nó nâng lên. Vậy thì cái nếu mà bây giờ cái các khán giả thấy không, như giống như là cái đập nước đó, tôi nói là nếu mà vào cái lúc mà ở bên ngoài không có tiền đó thì mình sợ là doanh nghiệp hay làm ăn người ta không có tiền để mà người ta gọi là mướn cái gì, làm thêm business hay là mướn thêm người đó, thì lúc đó mình sẽ bơm tiền. Còn đằng này vào cái lúc mà kinh tế đang mạnh thì bây giờ người ta chặn lại, người ta không có tuôn tiền ra nữa, mà người ta không tuôn tiền ra nữa có nghĩa là người ta nâng lãi suất. Cho nên nếu mà bây giờ biết các khán giả thấy cái thị trường nhà cửa đi, tự nhiên nhà nó lên giá ào ào ào, nó lên ghê gớm lắm, mà nếu mà lãi suất cứ thấp lè tè 1-2% đó, thì những người nào ngay cả họ không có nhu cầu nhưng mà họ chỉ có một cái số tiền down payment thôi đó, thì họ nhào vô họ mượn, và họ mượn như vậy đó thì nó làm cho cái giá nhà họ tranh nhau họ mua, mà cái giá nhà nó cứ lên. Còn bây giờ đó, nếu mà giả sử tôi nói là thị trường nhà cửa thôi, mà mình đi ra mình mượn tiền mà mình thấy là lãi suất không phải là 2% 3% nữa, mà là 4% 5%, thì mình mới tính đi tính lại, mình nói là ha, vậy thì mình phải khựng lại một chút xíu, mình không có mượn tiền, mà mình không có mượn tiền thì kinh tế không có bị, nghĩa là không có bị lụt lội, không có bị tràn ngập với tiền nhiều quá và không có, không nghĩa là không có sản phẩm đó, thì vật giá gia tăng nữa. Vậy thì cái chuyện mà nâng lãi suất chính là một trong nhiều biện pháp. Như quý các khán giả nhớ cho trong chương trình lần trước đó, Lệ Ngọc nói rằng là bây giờ hệ thống cái chính quyền liên bang đó họ đang suy nghĩ tới 7 cái biện pháp khác nhau để mà họ kềm chế cái giá. Thì cái chuyện mà nâng lãi suất ngân hàng có nghĩa là chặn bớt cái nguồn tiền, đừng có để cho nó chạy ra ngoài nữa, và nhờ như vậy là một trong những cái yếu tố mà làm giảm cái sự lạm phát, làm giảm cái sự mà vật giá gia tăng, thì đó là một giải pháp. Thì nếu mà mình chống cái inflation mà bằng cái ngõ đó, bây giờ mình mới nhìn lại cái thực tế của cái kinh tế Mỹ nè. Những cái báo cáo gần đây từ tháng Giêng, tháng 2 chưa báo cáo, tháng 2 bây giờ chúng ta còn trong tháng 2, mà tháng Giêng với tháng 12 đó là công ăn việc làm, hãng xưởng, kinh tế Mỹ cho thấy một cái sức sống rất là mạnh, cái sức phát triển rất là mạnh. Kèm thêm một điểm, đây là cái điểm mà mình không muốn mà tự nhiên mà nó dẫn tới nè, là cái chuyện là Putin tấn công Ukraine. Quý khán thính giả thấy là nội cái chuyện mà Ukraine mà bị tấn công đó, thì tự nhiên cái đồng đô la không, cái là bất chiến tự nhiên thành đó, những cái đồng bạc như là đồng đô la với đồng euro của Âu Châu đó, đồng của Mỹ và đồng của Âu Châu tự nhiên nó tăng giá. Nó tăng giá là bởi vì cái niềm tin của thế giới vào cái đồng đô la, cái niềm tin của thế giới vào cái đồng euro. Chính vì như vậy cho nên đồng ruble mất giá, đồng nhân dân tệ, những cái thứ tiền mà nó nằm ở trong kiểm soát của những cái thằng độc tài đó, là những cái đồng bạc đó sẽ mất giá. Và đồng bạc bây giờ ai mà có tiền, chẳng hạn tôi là người Tàu mà tôi có đồng nhân dân tệ đó, tôi nói là hey, tôi đi ra thị trường tôi nói rằng là tôi đưa nhân dân tệ để tôi lấy cái đồng đô la vô, thì tự nhiên đồng đô la nó lên giá. Cái chuyện ở bên Trung Cộng thì nó xảy ra nó không có nhiều như vậy, tại là tại vì Trung Cộng còn đang ổn định. Nhưng mà bên Nga mình thấy rồi, bây giờ đồng Nga, đồng bạc của Nga mà đổi ra đồng đô la thì không có còn cái giá, không có ý nghĩa nữa, là tại vì đồng đô la bây giờ nó cứ vọt lên như vậy. Và
nó cho thấy rằng là những cái dấu hiệu về kinh tế của nước Mỹ nó đang nó theo cái nhìn, cái góc nhìn của cái Ủy ban Tiền tệ Quốc tế và cái của WTO đó, thì kinh tế của Mỹ sẽ phát triển nữa. Cái vấn đề là với cái sự phát triển đó, mình làm sao mình kềm chế được cái lạm phát. Cho nên khi mà Lê Ngọc chia sẻ nói rằng là trong năm nay chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có 7 lần nâng giá, nâng lãi suất lên, mà chắc một lần họ lên chừng 1/8 hay là 1/, tức là 1/8 của 1% đó, tức là không tới là 1%, mà chỉ có nói là .25 hay là .5 thôi đó. Thì cứ mỗi một lần mà nó tăng lên như vậy thì nó sẽ từ từ nó kềm chế cái số tiền lại. Cho nên cái câu của Lê Ngọc nói hồi nãy là ai mà muốn refinance hay ai muốn mua nhà đó, thì cứ nếu mà muốn mượn thì phải mượn ngay bây giờ, là tại vì trong tương lai gần cái chuyện đó nó không có còn mà dễ dàng như thế nữa, tại vì quỹ dự trữ liên bang họ không có tung tiền ra để mà họ cho vay với cái lãi suất thấp nữa. Nhưng mà cái nhìn của kinh tế Mỹ đó, nó có một cái chiều hướng nó đang phát triển.